Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu, lâu lắm rồi mình mới trở lại với chủ đề phim hoạt hình. Thế thì các phim hoạt hình thì mình đã nghiên cứu các phần mềm, ví dụ như là phần mềm Cartoon Animator, phần mềm CrayTalk Animator. Thế thì những phần mềm này hoặc là Moho, thì trong các phần mềm làm 2D thì mình thấy là phần mềm Tombow Harmony là một phần mềm nổi tiếng và hiện nay được rất nhiều các hãng phim hoạt hình như Walt Disney, rồi các hãng phim hoạt hình nổi tiếng được chiếu trên TV thì họ sử dụng phần mềm này. Các bạn đầu tiên mới va chạm thì nghĩ là phần mềm này nó rất khó, nhưng thực ra nếu chúng ta biết cách thì chúng ta làm việc với phần mềm này nó cũng rất là tiện. Chúng ta có thể vẽ nhân vật trực tiếp lên trên đây một cách mềm dẻo mà không phải thông qua Photoshop. Bởi vì khi chúng ta vẽ bên Photoshop ấy, nó như các phần mềm như là CrayTalk Animator, thì khi các bạn vẽ trên Photoshop các bạn phải đầu tư một cái máy cực khủng tầm khoảng 450 triệu, chip Xeon, bộ nhớ đến 60GB, bộ nhớ trong 60GB và những các màn hình nổi tiếng như là tầm độ khoảng 16GB trở lên thì nó mới có thể nhẹ nhàng mà chúng ta làm được bên Photoshop được. Nhưng Photoshop thì nó là phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và đồng thời thì nó vẽ chúng ta dưới dạng hình bitmap. Chính vì vậy khi mà chúng ta render ra thì hình ảnh nó không được nét, không được nét. Thì ở đây mình thấy là phần mềm này là vẽ để vẽ vector thì rất là tốt, và thậm chí màu sắc thì các bạn có thể tùy chọn bên trong của nó. Phần mềm này thì giao diện nó đầu tiên chúng ta khám phá nó hơi khác so với các phần mềm kia, nhưng mà nó cũng rất tiện cho những bạn mà đã quen với các phần mềm dựng phim của hãng Adobe, ví dụ như là các phần mềm như Flash vân vân thì các bạn có thể sử dụng rất là tốt. Đấy. Thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn là đối với phần mềm Tombow này chúng ta cũng có thể làm được rất nhiều việc, ngay kể cả cái bộ hiệu ứng của nó thì cũng rất là đa dạng, giúp các bạn triển khai các dự án theo ý muốn một cách nhanh hơn và hiệu quả. Phần mềm này được chia ra làm các khối như sau. Thì bây giờ mình xin giới thiệu các bạn là đây là bộ phần menu chính giúp các bạn lựa chọn các tính năng của nó một cách dễ dàng hơn. Đây là menu chính, gồm có menu file dùng để tạo mới một dự án hay là một slide, đấy chúng ta gọi là một cảnh, rồi mở cảnh đã có, mở cảnh gần đây, cất, ghi vào hay là chúng ta gọi là lưu trữ vào, save as là chúng ta chuyển sang một file khác với cùng một tên khác, và chúng ta có thể update database của bối cảnh vân vân. Chúng ta có thể import hình ảnh vào 3D model và chúng ta có thể export trở thành các bộ phim dưới dạng các file khác nhau. Đấy. Và phần cuối cùng là chúng ta có thể in và thoát. Phần edit thì nó có rất nhiều chức năng, ví dụ như là chúng ta chỉnh sửa paste, cắt dán vân vân, trộn nhóm, tham chiếu, tức là chúng ta đặt lại cái phần đấy. Rồi phần keyboard shortcut là tạo các phím tắt trên bàn phím. Phần view thì cho chúng ta sử dụng là chúng ta có thể view trên rất nhiều thứ như là zoom, timeline là cái đường thời gian ở bên này, bên dưới này thời gian đấy, các bạn có thể thời gian. Rồi insert, play thì do cho chức năng chúng ta như là chúng ta có thể là chèn âm thanh vân vân, và chúng ta có thể là chuyển để khi mà chúng ta render. Rồi phần insert thì cho chúng ta gồm có tạo xương, rồi color card, drawing, game bond, tức là chúng tạo những các chức năng để làm game, nhóm vân vân.
À, chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta có thể sử dụng. Phần cảnh, đây là phần phân cảnh. Phần drawing là phần vẽ. Đấy. Những chức năng chìm là chúng ta thấy là nó đang chưa xuất hiện ở đây. Khi mà cần đến nó sẽ nổi lên. Còn animator thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều thứ như là deform, cell, vân vân. Rồi phần window của chúng ta thì có rất nhiều chức năng. Chúng ta có thể mở rất nhiều các cửa sổ để chúng ta chọn. Gồm có như là workspace, không gian làm việc, toolbar để chúng ta có thể cho nó hiện lên chúng ta lấy vân vân. Phần 3D graph, rồi animator mesh, camera, color, curve and control point gồm có trục vân vân, điều khiển điểm, drawing, drawing substitution tức là chúng ta có thể tạo những cái miệng trên substitution miệng của nhân vật và chúng ta có thể cho nó chuyển động theo từng frame. Function guide là đường hướng dẫn, integrate help là trợ giúp giúp đỡ, layer property là để cho chúng ta hiện ra bảng lớp, library là thư viện các bạn có thể sử dụng, mà đặc biệt nhất là master controller để cho chúng ta điều khiển rigging nhân vật một cách tốt nhất. Phần model, phần node library, phần node view, phần audience skin đấy, để chúng ta có thể nhìn những các cảnh phía trước và phía sau. Perspective là phần 3D phối cảnh vân vân. Đấy là phần trợ giúp như thế này. Thế công cụ là nằm ở bên trái. Công cụ nằm bên trái chúng ta gồm có select. Select thì gồm có select và công cụ là cutter dùng để cắt những đoạn nhân vật khi ta vẽ. Phần chỉnh sửa như gồm có contour editor, phần này dùng để chỉnh sửa các điểm. Pencil editor và smooth editor. Perspective là phối cảnh. Envelope là chúng ta để điều chỉnh tăng giảm của một cái phần vẽ. Tiếp theo là chúng ta sử dụng phần brush. Brush ở đây là cái con chổi hay chúng ta gọi là cọ, thì chúng ta có thể vẽ pencil, phần con dấu, phần eraser, phần con dấu, đấy, phần con dấu, phần chữ, rồi phần sơn, thùng sơn. Đây chúng ta làm được nó gồm có phần morphing vân vân, rồi phần chuyển động và cuối cùng là phần xương, đấy, phần xương. Thế thì bảng timeline thì nó nằm ở chỗ này, nằm ở phía dưới. Bên cạnh timeline là phần lớp, đấy, chúng ta có phần layer lớp ở đây. Thì lớp ở đây gồm khi mà các nút ở đây thì gồm có lớp nào được hở thì cái con mắt nó sẽ hở ra, đấy, con mắt hở ra. Phần tiếp theo là phần onion skin. Phần này dùng cho các bạn dùng để vẽ theo vết phía trước và phía kế tiếp. Phần lock là khóa, đây là play, chúng nó chạy. Còn đây là khung thời gian, khung thời gian. Đấy, chúng ta có thể cho khung tăng giảm nhiều như thế nào tùy các bạn. Phần đây là timeline, timeline cho các bạn. Nhất là phần notes library thì cho chúng ta một thư viện các chức năng rất là nhiều thứ như blur gauss, scammer, color. Rồi rất nhiều thứ composite để chúng ta tổng hợp lại, cutter, display, glow, gradient, vân vân. Các bạn có thể làm được những chức năng này, tôi sẽ giới thiệu trong bài sau một cách chi tiết hơn. Nếu các bạn bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ học Tombow Harmony để cho các bạn thấy là nó sử dụng rất là dễ. Đấy. Ví dụ như đây tôi tạo một cái nhân vật, các bạn thấy tóc của đằng sau đang chuyển động đấy, rồi miệng mũi vân vân. Với bà bên này và bên này thì không chưa tôi chưa cho cái người lên. Đây là vẽ những nhân vật như là công chúa vân vân. Đấy. Đấy. Đây là chuyển động không giống như là bên bên phần chuyển động của Grey Talk Animator thì phần bên đó thì thường thường là chuyển động ngang thôi, sang bên trái hoặc sang bên phải. Nhưng ở đây chúng ta thấy là nó còn chuyển động tiến lùi ra sau. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đây, tôi điều khiển tiến lùi ra sau nhá. Các bạn thấy là rất là dễ và các bạn làm bộ phim rất là hay. Còn phong cảnh thì vẽ rất là tuyệt vời. Phong cảnh chúng ta có thể vẽ nhiều thứ. Lên trên phần drawing ở đây. Đấy, các bạn vẽ trên này, các bạn có thể bật cái này lên, các bạn vẽ trên vùng lưới.
một cách chuẩn nhất. Phần line ở đây dùng để giúp các bạn soi sáng các lớp phía dưới để chúng ta có thể nhìn, để chúng ta vẽ theo. Đấy. Ở đây thì cho chúng ta các phần như trên select chức năng là move, chuyển các layer theo các trục tọa độ. Phần quay rotate thì chúng ta thấy là phần đây phần quay. Phần đây scale là phần phóng to thu nhỏ. Phần đây là skew là bóp méo. Rồi phần đây là maintain size, tức là nó sẽ cố định các cỡ theo cái zoom ống kính. Tức là ống kính chúng ta di chuyển thì cái này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giữ được nguyên cái tỷ lệ. Phần spin offset cho chúng ta có thể là quay theo một cái offset. Offset đấy là dịch chuyển đi ấy. Đấy, còn phần đây thì cho chúng ta là vị trí vẽ, vân vân. Phần rigging là công cụ ở đây, rigging đây tuyệt vời lắm các bạn ạ. Đấy. Phần đây là mirror view dùng để chúng ta soi gương. Đấy, chúng ta có thể view trái, view phải, bên phải, bên trái. Ngoài ra thì các bạn có thể di chuyển các cửa sổ phóng to thu nhỏ như này. Các bạn tăng đưa vào đây thì trở thành chuột, thành mũi tên hai chiều, có thể lên trên hoặc xuống dưới. Đấy, các bạn dễ dàng chuyển xuống. Đối với Tombow Harmony thì các bạn chỉ cần một cái máy tính Core i7 đời thế hệ 2 hoặc thế hệ thứ nhất là tạm chạy được rồi. Còn chúng ta có thế hệ 4 thì chạy càng nhanh còn càng tốt. Mà các máy tính thì các bạn nên mua máy tính Dell, máy chạm. Ví dụ như là M4500, M6800. Đấy, các thế hệ Dell Precision ở đấy thì nó hỗ trợ nhanh hơn. Và các bạn chỉ cần một cái ổ đĩa cứng 500 GB là bình thường. Bộ nhớ các bạn 8 hoặc đến 16 là các bạn có thể sử dụng làm các phim hoạt hình được rồi. Nếu các bạn đam mê và khéo tay thì các bạn sẽ có thể tạo ra được những các tạo ra được những bộ phim hay cho các em thiếu nhi, hay cho các em thiếu nhi. Tôi thì không chuyên, vì tôi học xong rồi tôi lại đi làm cái công việc khác, cho nên tôi không chuyên tâm vào trong việc làm phim hoạt hình. Nếu các bạn đam mê làm phim hoạt hình thì các bạn sử dụng cái phần mềm Tombow này rất là tốt. Và tôi khuyến cáo các bạn là tại sao giá của Tombow nó đắt nhất. Đắt nhất là nó có nguyên do của nó. Đấy, các bạn nhìn thấy cái sự cử chỉ chuyển động của cô gái. Đây là tôi mới dựng nhưng mà chúng ta thấy là nó cũng rất là mềm dẻo. Đấy. Các bạn có thể sắp xếp đối tượng nào trước, đối tượng nào sau một cách tốt hơn mà không cần phải import hình ảnh từ bên Photoshop sang. Việc mà Case Talk Animator hoặc là Cartoon Animator thì việc đó là họ làm, thì chúng ta phải có một cái sự chuyển đổi giữa phần mềm và Photoshop hoặc là Illustrator của hãng Adobe, nó rất là lâu và tốn bộ nhớ. Cùng một lúc các bạn phải làm việc với hai chương trình thì máy tính các bạn phải đầu tư tầm 20 triệu trở lên. Đấy là ít nhất là phải như thế. Còn nếu chúng ta với một cái máy tính độ khoảng 10 triệu đến 7 triệu trở lại, từ 7 triệu đến 10 triệu là chúng ta cũng có thể, nó như bằng một cái điện thoại thôi, thì các bạn cũng có thể là làm được cái phần mềm này rồi. Và khi ta ghép âm thanh vào thì nó cũng render rất là nhanh, render rất là nhanh. Đấy. Thực ra thì mình học là mình hiểu hết, mình làm được hết, nhưng mà cái tay của mình không khéo, đó do là cái tay của mình nữa. Các bạn chịu khó vẽ hoặc các bạn chịu khó dựng thì các bạn sẽ làm tốt hơn tôi rất nhiều. Nếu như các bạn bắt đầu học từ buổi hôm nay, học từ đầu hôm nay thì các bạn sẽ thấy rất là thích thú với cái phần mềm này. Tôi sẽ cố gắng là giúp các bạn. Đây, tôi nói là tôi giúp các chức năng, thế còn cái độ khéo và vẽ của các bạn được đến đâu thì đó là do các bạn. Đấy, đó là do các bạn. Và các bạn làm như thế nào thì đấy là do các bạn. Đấy, các bạn có thể vẽ như thế này. Đấy. Hoặc là vẽ một cách tốt hơn. Thì
thì các bạn cũng có thể là làm cho nó chuyển động đấy. Ví dụ như bà này, cái bà này đấy, ở cái bà bên cạnh này, bà Tây bên cạnh này, các bạn nhìn thấy là tóc bà ấy chuyển động và cái con mắt lẫn cái mồm nó cũng rất là tuyệt vời đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái mắt cái mồm nó cũng rất là lên xuống, nó không cứng. Chúng ta có thể cúi nhìn sang trái bên phải, rồi cúi xuống ngẩng lên vân vân đấy. Đấy, tôi đang làm cái chiếc ghép người phần vào. Hoặc là tóc của cô bên này đung đưa như bên này sang bên này do chiều gió, do chiều ấy. Còn đây là người ta đi từ bên trong đi ra, các bạn nhìn thấy đi bên trong ra đấy. Đấy, ta chỉ cần vẽ cái đường trượt nữa là xong, tức là cho cái cảnh hai bên đường của chúng ta hoặc là trên nó lùi về phía đằng sau nữa là ok. Lùi đằng sau thì rất là dễ thôi, các bạn cũng không có gì phải lo lắng cái chuyện đó cả, thì chúng ta sẽ làm lùi. Tôi cũng làm một cây clay top animator thì thực ra là rất khó đối với các bạn mà chưa hiểu. Thì clay top animator các bạn phải mua bản quyền mới được nhiều nhân vật, nhiều chức năng, còn nếu không thì các bạn phải tự spin line đường ống để các bạn đi thôi. Các bạn phải vẽ bên bên Photoshop rất nhiều bộ phận thì nó mới trở thành được. Còn nếu và cái mà chúng ta co các bộ phận trên lớp ấy, nó rất là khó, nếu mà chúng ta nhớ xóa nhầm đi là nó sẽ không hình thành được. Đấy, đấy là trên Creator Animator, bởi vì trên đấy thì cũng rất ít các hiệu ứng giúp chúng ta làm cho bộ phim nó sống động hơn, rất là khó. Và các bạn thân mến, thì tôi nói tiếp, khi các bạn cần thêm một cái chức năng gì các bạn nhấp vào cái nút dấu cộng này, nó sẽ đưa cho chúng ta rất nhiều thứ như là color bạn có thể đưa ra bảng color. Color nó nằm chỗ nào rồi, nó cũng rất là dễ thôi. Đây các bạn, đây thì đây là phần menu color của các bạn. Đây, các bạn có thể thêm vào từng màu sắc, add color vào cái bảng của chúng ta, hoặc chúng ta có thể là gọi cái thư viện color cũ ra. Đấy, bằng cách các bạn có thể là link với bên ngoài một cái color trước. Đấy, ví dụ ở đây tôi để trong thư viện. Tôi để trong thư viện thì các bạn nhìn thấy là tôi để trong đây viên ngọc của quả chẳng hạn, hoặc là tôi để vào chỗ ông lão đánh cá và con cá vàng chẳng chọn ổ D, ổ E. Các bạn lưu ở trong đâu, các bạn có thể sử dụng cái này để các bạn mà đưa ra hình ảnh. Ví dụ như là ở đây các bạn có thể rất nhiều thứ. Đấy, ok. Các bạn nhìn thấy là màu sắc ta tạo ra được rất nhiều bộ trong này. Đấy, hoặc chúng ta có thể thêm, chúng ta sửa, chúng ta có thể chọn màu sắc ở đây.
Đấy, các bạn có thể chọn màu sáng tối, màu xanh, màu đỏ vân vân cho các bạn sử dụng rất là, rồi bánh xe màu, rồi màu gây liền thì các bạn có thể chọn màu sắc, ví dụ như là chọn này, các bạn có thể cho màu này. Đấy thì cái màu của chúng ta có thể chạy nhiều chỗ, hoặc các bạn có thể thêm vài cái vào đây. Đấy, chúng ta chọn màu này. Đấy, chúng ta làm rất là đẹp đúng không? Rồi, ok. Thì bài đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho các bạn về chức năng của Tom Bomb Harmony, và các bạn cố gắng là chúng ta sẽ học để chúng ta thao tác với Tom Bomb là dễ hơn. Phần ở dưới này thì chúng ta nhìn thấy là gồm có view thông thường này, view gender này, đấy. Rồi chúng ta có thể sử dụng rất nhiều thứ, ví dụ như reset view, đấy. Rồi current view on top, vân vân, camera, mặt nạ, vân vân. Đấy. Thì những cái này tôi sẽ giới thiệu trong cái bài bài tới. Bài tới là vẽ nhân vật và làm quen với các công cụ. Còn bên này là công cụ vẽ của chúng ta, gồm rất nhiều chức năng. Khi mà chúng ta nhấp vào một cái gì đó thì nó sẽ cho chúng ta, ví dụ như là chổi rất nhiều cỡ. Đấy. Đây, rất nhiều cỡ để các bạn có thể chọn. Đấy, chọn. Và các bạn chú ý là các bạn theo dõi các kênh của tôi. Thì trong kênh này tôi sẽ, bài sau tôi sẽ nói về phím tắt cho các bạn, để các bạn có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Bài này ta dừng tại đây. Chúc các bạn một buổi tối xem vui vẻ và hạnh phúc, và chuẩn bị cho chúng ta một chiến lược để chúng ta sử dụng với phần mềm dựng phim 2D. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Ok, thank you, chào các bạn.